Hello, xin chào tất cả mọi người. Em là Trang, em là nhân viên của hợp tác xã Dao Phúc Sen. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người ba con dao Thái. Đây, hay còn gọi là dao bổ dưa nhé. Bên em thì hay gọi vui với nhau là đây là con dao bổ dưa. Ba con dao này thì đều có lưỡi dài tầm khoảng 24 cm, rộng 3,5 cm và dài tầm khoảng 2 ly, nặng tầm khoảng 1,5 gram nhé. Đây, con này cán rơi vào tầm khoảng 11,5 cm. Cán thì bằng cán gỗ cầm chì và chốt khâu đồng đỏ ạ. Lưỡi dao bên em thì được dập rèn thủ công bằng thép nhũ ô tô ngang nguyên khối nên là đảm bảo sắc bén nha các anh chị ơi. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho mọi người con dao có mã là N15DD. Con này thì có hai mặt trơn nhá. Mũi thì mũi hơi vát một chút. Đây ạ. Đây, con này mình có thể thái thịt này hoặc là bổ hoa quả này. Thường thường nhà em thì hay dùng dao này để bổ dưa hấu, bổ dưa, bổ các loại dưa hoặc là bổ thái thịt này, rất là đưa tay, nhẹ nên rất là đưa tay ạ. Con này dày tầm khoảng 2 ly thôi nên là mình không thể chặt được đâu nha các anh chị ơi, con này chỉ thái được thôi ạ. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho mọi người con dao có mã là N15TDD. Con này thì khác với con đầu tiên là được dập chìm hoa văn một mặt, còn một mặt này thì sẽ trơn. Đây, có dập chìm hoa văn một mặt nhé. Cán thì cũng bằng cán gỗ cầm chỉ chốt khâu đồng đỏ ạ. Đây ạ. Đây. Cuối cùng là con dao có mã là N15DDVG. Có vỏ gỗ nên là mình có thể mang đi theo picnic, đi dã ngoại này. Đây. Có một cái khóa chốt ở đây nên là chắc chắn nhá, các anh chị yên tâm ạ. Đây. Con này thì cũng là hai mặt trơn nhá các anh chị nhá. Tuy nhiên là mình có thêm một cái vỏ gỗ này này. Đây. Có thêm một vỏ gỗ này nên là mình có thể mang đi dã ngoại, đi picnic rất là an toàn. Mình có thể đút vào ba lô hoặc là để vào cốp xe. Đây, chiều dài nó cũng không phải dài quá nên là mình có thể mang đi rất là tiện lợi. Có khóa chốt nên là mọi người yên tâm là không lo bị tuột đâu nha. Rất là chắc chắn luôn ạ. Rất là chắc chắn nhé. Trên đây là bộ ba con dao Thái ở bên em. Lưỡi dao thì được dập rèn thủ công bằng thép nhũ ô tô ngang nguyên khối nên là đảm bảo sắc bén. Cán thì bằng cán gỗ cầm chỉ chốt khâu đồng đỏ nhé. Ba con dao này thì có kiểu dáng đều như nhau nhé. Chỉ khác là con đầu tiên thì là con trơn hai mặt, con thứ hai là dập chìm hoa văn một mặt, còn một mặt trơn. Con này thì có vỏ gỗ, chắc chắn an toàn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em. Mọi người nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để theo dõi các chương trình ưu đãi nhất của bên em nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào.